Và trong đẹp xua xua ra đây. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu nội dung bài tiếp theo. Trước khi đi tìm hiểu nội dung bài số 35, chúng ta sẽ ôn lại nội dung bài số 34. Đó là các từ bộ bài xâm bè âm bố u cá u thở ca bè. Nếu các bạn chỉ học bài số 34, có thể xem trong danh sách nhé. Merian tí xàm sắp pram. Bài số 35. Trong bài 35 này các bạn sẽ học được một phụ âm mới, phụ âm dụng O và số 4. Rồi thì mình xin giới thiệu, đây là phụ âm dụng O, đọc là rò rò rò, lịch buôn buôn là số 4. Rồi trước khi đi tìm hiểu cái từ đầu tiên, lưu ý phụ âm dụng O và khi ghép với các nguyên âm thì cách đọc nguyên âm có thay đổi nha các bạn. Ví dụ nguyên âm sạc ai chẳng hạn, sạc ai mình không đọc sạc ai nữa, mình đọc là sạc y. Vậy mình có từ rua sĩ ri, rua sĩ ri, rua sĩ ri, ri ri có nghĩa là con ve, ri ri rua sĩ ri. Tương tự mình có khó sạc khái để sạc đọc thành sẽ khai ra, không phải khai ra đâu các bạn. Khó sẽ khai, rồi sẽ ra, khai ra, khai ra, nghe là chẳng lên. Rồi sẽ ip, rồi sẽ ro, bì ro, hay sẽ o, mình đọc thành sẽ o là bì ro. Rồi sẽ ip, rồi sẽ ro, bì ro. Tương tự, mình có bài, mình có từ ro, ro, sẽ, đọc thành sẽ lại, ro tê. Rồi tê, mình không đọc là rồi tê các bạn, rồi tê. Các bạn có thể đọc lại Merian thì xàm sắp rám rồi lịch buôn rồi sẽ rí khó sẽ khai rồi sẽ rẽ khai rẽ rồi sẽ tê rồi tê rồi sẽ bí rồi sẽ rô bí rô bí rô nghĩa là hay. Trong bài này có câu ứng dụng nó sẽ ná rồi sĩ rí qua sự ưu phú có sẽ cái rồi xám nằm sẽ ôm lại rồi ôm róm rúa bó xám bám rồi bám nà rí bù cài róm rồi bám rồi bám đây là một điệu múa nà rí giỏi múa rồi bám. Các bạn có thể tự đọc lại nhé và tự quyết lại những gì mà chúng ta đã được học. Rồi đây là nghĩa của các từ rí là con ve, khai ra là chăng lên, rote rote nhìn là xe nha các bạn, rote piro piro là hay, rom là múa, robam là một cái điệu múa, thì múa robam là điệu múa truyền thống của dân tộc Khmer các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và học tốt. Các bạn đừng quên bấm like và chia sẻ video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Xôm O Quỳnh.